trà sữa hoa đậu biếc là một loại thức uống đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay rất nhiều thương hiệu trà sữa nổi tiếng đang đưa những công thức trà có hoa đậu biếc vào menu của họ trà sữa hoa đậu biếc là một loại trà sữa thảo mộc hấp dẫn giới trẻ trên thị trường bởi màu sắc tự nhiên và biến đổi màu sắc kỳ diệu mời bạn theo dõi công thức bí truyền chúng tôi khi làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon tại nhà Ngoài là một loại thức uống mê hoặc thì trà hoa đậu biếc còn mang lại nhiều công dụng bất ngờ mà không phải ai cũng biết. Công dụng của hoa đậu biếc với sức khỏe, trà được làm từ hoa đậu biếc với thật nhiều những công dụng khác nhau như giảm đau, hạ sốt, bảo vệ mắt, ngăn ngừa lão hóa. Bí mật về 5 công dụng chi tiết của hoa đậu biếc chắc chắn bạn sẽ bất ngờ. Ngăn ngừa lão hóa, khi da bị lão hóa là quá trình phá hủy các protein được gọi là glycation. Trà hoa đậu biếc làm ức chế quá trình glycation và giữ cho làn da trẻ trung hơn, trong hoa đậu biếc chứa nhiều chất chống oxy hóa. Rất tốt cho da và tóc. Hợp chất anthocyanin giúp bạn giữ vững nét thanh xuân bằng cách tăng cường lưu lượng máu cho da đầu và củng cố nang tóc. Trong hoa đậu biếc cũng chứa elastin và collagen giúp ngăn ngừa các nếp nhăn, củng cố sự ổn định của làn da. Gia tăng độ ẩm cần thiết cho da, giảm đau và hạ sốt, bạn biết không? Chỉ cần sử dụng một lượng từ 200. 400mg hoa đậu biếc là bạn có thể giảm nhiệt độ cơ thể khi bị sốt sau 5 giờ liên tục. Khi sử dụng loại trà hoa đậu biếc thì các mạch máu dưới da mở rộng, tăng cường lưu lượng máu và giảm nhiệt độ cơ thể, bảo vệ mắt các quan điểm về sử dụng thực phẩm đỏ tốt cho mắt. Giúp sáng mắt thì nay trà hoa đậu biếc cũng giúp bạn tránh các tình trạng tổn thương võng mạc, giảm triệu chứng mắt bị mờ. Chính vì trong hoa đậu biếc chứa hợp chất proanthocyanidin làm tăng cường lưu lượng máu đến mao mạch của mắt giảm căng thẳng, thường các loại trà sử dụng chứa nhiều caffeine gây nên vấn đề mất ngủ dẫn đến căng thẳng. Nhưng khi sử dụng các loại trà thảo mộc như trà hoa đậu biếc thì vấn đề đó hoàn toàn tan biến. Các chống oxy hóa có trong trà giúp bạn cải thiện tâm trạng, thư giãn thần kinh giúp bạn ngon giấc sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Cải thiện tim mạch hoa đậu biếc ngoài việc những hoạt chất chống oxy hóa còn mang lại nhiều lợi ích cho tim như góp phần giảm lượng cholesterol có trong huyết thanh hàm lượng triglyceride cũng được giảm đáng kể. Cách làm trà sữa hoa đậu biếc, đây là một loại trà sữa không chỉ ngon mê ly mà còn mang lại nhiều công dụng chữa bệnh bất ngờ cho những ai sử dụng hoa đậu biếc. Trà sữa hoa đậu biếc được ra với nước sôi sẽ có màu xanh đặc trưng, nhưng nếu bạn thích đổi màu thì bạn có thể thêm chút chanh hay giấm thì nước trà hoa đậu biếc sẽ thành màu tím. Còn khi bạn cho hoa dâm bụt thì nước hoa đậu biếc sẽ chuyển qua màu đỏ tươi, chuẩn bị nguyên vật liệu hoa đậu biếc khô, trà bổ sung, trà lại, trà xanh, hay trà túi lọc đường, sữa đặc bột sữa. Nếu muốn chuẩn bị thêm chân châu hay topping để dùng kèm, cách nấu trà sữa hoa đậu biếc. Bước 1 cho trà 10g và hoa đậu biếc 20g đã khô vào bình, đổ khoảng 500ml nước ấm. Trà được ủ trong bình khoảng 20 phút để chất trong trà và hoa được ra nước dùng. Nhiệt độ lý tưởng cho việc hãm trà từ khoảng 75. 90 độ C. Bước 2. Lọc xác trà qua vợt để lấy nước cốt trà và tiến hành pha trà sữa. Bước 3. Lúc trà đang còn ấm nóng thì cho sữa đặc và bột sữa vào khuấy tan. Lượng sữa tương ứng với độ ngọt và béo của mỗi người. Bước 4. Thưởng thức trà sữa thơm ngon. Cho trà sữa vào bình và lắc đều với đá để mang lại độ mát lạnh vừa đủ. Bạn có thể thêm chân châu và topping để thưởng thức hương vị thơm ngon hơn, dùng trà sữa hoa đậu biết đúng cách. Trà sữa được trở thành một loại đồ uống gây nghiện cho giới trẻ nhưng không vì thế bạn uống một cách ồ ạt trà sữa vào cơ thể. Nếu uống trà sữa quá nhiều thì làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì thiếu hụt chất dinh dưỡng vì thế bạn chỉ nên uống trà sữa một lần tuần. Bạn nên chuyển qua các loại trà thảo mộc như trà hoa đậu biếc, một trong những tác dụng chưa kể đến của trà hoa đậu biếc là giảm cân vì chúng có chứa epigallocatechin gallate giúp cho quá trình đốt cháy calo được thúc đẩy nhanh chóng. Tăng cường trao đổi chất nhưng khi sử dụng với sữa thì hoàn toàn phản tác dụng của hoa đậu biếc vì thế bạn hãy cân nhắc liều lượng sử dụng loại trà sữa gây nghiện này nhé.